Hán văn: nhược năng như pháp kết giới, y pháp thọ trì, nhất thiết thành tựu, kỳ kết giới giả, thủ đao, chủ nhị thập nhất biến, hoạch địa vi giới, hoạch thủ tịnh thủy, chủ nhị thập nhất biến, tán tứ phương vi giới, hoạch thủ bạch giới tử, chủ nhị thập nhất biến, trịch trước tứ phương giới, hoặc dị tượng đáo, xứ vi giới, hoặc thủ tịnh hôi, chủ nhị thập nhất biến, hoặc chú ngũ sắc, tuyền nhị thập nhất biến, vi nhiễu tứ biên vi giới, dài đắc, nhược năng như pháp thọ trì, tự nhiên khắc quả. Việc dịch: nếu có thể kiết giới đúng pháp và y như pháp mà thọ trì, thì mọi việc đều thành tựu. Phép kiết giới như thế nào? Hoặc tụng chú vào lưỡi dao sạch, rạch đất xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào nước sạch, rạy bốn phương làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào hột cải trắng, liền ra bốn phía làm giới hạn. Hay dùng tâm tưởng, đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn. Hoặc tụng chú vào tro sạch, rải xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc, treo vây bốn bên làm giới hạn. Mấy phương pháp trên đây dùng cách nào cũng được. Nên nhớ, mọi thứ đều phải tụng cho đủ 21 biến. Nếu tụng trì đúng pháp, tự nhiên sẽ được hiệu quả. Lược giảng: nếu có thể kết giới đúng pháp, nếu quý vị có thể y theo pháp kết giới, y như pháp thọ trì, y theo pháp thọ trì chú Đại Bi cũng chính là tu theo phương pháp này, cho đến tu trì tứ thập nhị thủ nhãn pháp, mọi việc đều thành tựu, tất cả đều thành tựu, mong cầu điều gì đều được thành tựu. Phép kết giới thế nào? Vậy làm thế nào để kết thúc pháp kết giới? Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị. Lưỡi dao sạch. Quý vị tìm một con dao. Tìm con dao để làm gì? Có phải để giết người? Không phải giết người, mà là chém vào đất, rạch vào đất, tụng đủ 21 biến. Sau khi quý vị cầm dao và trì đủ 21 biến chú Đại Bi, xong rồi quý vị cũng phải tiến hành tam thóa. Bên trên có phải đã giảng qua tam thóa rồi? Sau khi quý vị tam thóa xong, sau đó rạch đất xung quanh làm giới hạn. Quý vị đến chỗ cần kết giới. Quý vị muốn diện tích dài ngắn bao nhiêu và ở khu vực nào thì dùng dao vạch thành cái rãnh làm ranh giới ở vùng đất mình đã chọn. Trong giới hạn của quý vị đã vạch ra, thiên ma, ngoại đạo, yêu tinh, quỷ quái cũng đều không thể tiến vào được. Chúng có thể ở ngoài, nhưng chúng không thể vào được, vì đây là sự vi diệu của chú Đại Bi. Quý vị kết giới rồi, nơi này chính là phạm vi của quý vị. Hoặc tụng chú vào nước sạch. Bây giờ, phần nhiều kết giới đàn thường sử dụng nước sái tịnh. Vì để có nước sái tịnh dễ, dùng một cốc nước sạch, làm cách như này để thành nước sái tịnh. Nước sái tịnh tụng đủ 21 biến. Quý vị niệm 21 biến vào cốc nước. Sau đó, khi có pháp hội gì, thời có thể làm sái tịnh. Sái tịnh cũng chính là kết giới. Mọi người niệm chú Đại Bi, cầm ly nước sạch, vẩy nước bằng cành dương liễu như thế này, rải bốn phương làm giới hạn. Nước sái tịnh rải đến nơi nào thì đó chính là phạm vi của kết giới. Hoặc tụng chú vào hột cải trắng, hoặc dùng hạt cải trắng, đây là một loại hạt cải, tụng đủ 21 biến. Niệm 21 biến chú Đại Bi, liền ra bốn phía làm giới hạn. Rải bốn phương, hạt cải đến nơi nào, nơi đó chính là phạm vi của kết giới. Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn. Hoặc quý vị nghĩ đến nơi nào thì nơi đó là giới hạn. Ví dụ, khi tôi nghĩ, tôi nghĩ ánh trăng làm giới hạn. Khi đó, ánh trăng được bao gồm trong kết giới của tôi. Nghĩ vào mặt trời làm giới hạn, mặt trời cũng được bao gồm trong kết giới của tôi. Nghĩ về tứ bộ châu làm một trong những giới hạn của tôi. Tứ bộ châu đều là những nơi nằm trong kết giới của tôi.
hoặc tụng chú vào tro sạch, hoặc lấy tro sạch, tức là tro ở lư hương, tụng đủ 21 biến, rải xung quanh làm giới hạn. Niệm đủ 21 biến, quý vị rải đến chỗ nào, chỗ đó là giới hạn. Hoặc tụng chú 21 biến vào chỉ ngũ sắc, hoặc dùng chỉ ngũ sắc, niệm 21 biến, treo quanh bốn bên làm giới hạn, treo xung quanh bốn bên làm giới hạn. Cho nên, không có cách nhất định, phương pháp kết giới này, cách nào cũng được. Chúng ta dùng cách nào cũng được, dài đắc, chính là đều có thể. Điều này rất tiện lợi, quý vị không có cái này thì có cái kia, không có chỉ ngũ sắc thì có tro, không có tro thì có nước sạch, không có nước sạch thì có hạt cải trắng, không có hạt cải trắng thì có dao. Quý vị làm cách nào đều cũng được, quý vị thích cách nào thì dùng cách đó, hoặc tôi nghĩ thế này. Ôi, nghĩ rằng trong vòng 500 dặm, xung quanh nằm trong kết giới của tôi. Nếu tụng trì đúng pháp, nếu quý vị như pháp thọ trì, tự nhiên sẽ được hiệu quả. Chính là tự nhiên có năng lực đạt đến quả, có thể chứng được quả này. Hiệu quả chính là có thể được hiệu quả. Đây là phần kinh văn Đức Phật giảng về cách làm kết giới đàn khi tụng chú Đại Bi. Những ai tụng chú Đại Bi thì nên kết giới đàn này, rồi trì tụng sẽ đúng như pháp. Hán văn: Nhược văn thử Đà La Ni danh tự giả, thượng diệt vô lượng kiếp trọng tội, hà hướng tụng trì giả. Nhược đắc thử thần chú tụng giả, đương tri kỳ nhân, dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, quảng chủng thiện căn, nhược năng vi chư chúng sanh, bạc kỳ khổ nạn, như pháp tụng trì giả. Đương tri kỳ nhân, tức thị cụ đại bi giả, thành Phật bất cửu, sở kiến chúng sanh, giai tất vi tụng, linh bỉ nhĩ văn, dự tác bồ đề nhân, thị nhân công đức vô lượng vô biên, tán bất khả tận. Việc dịch: Chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà La Ni này, còn được tiêu diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là tụng trì. Nếu người nào được thần chú này mà tụng trì, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo nhiều thiện căn, căn lành. Nếu như kẻ nào có thể giúp chúng sanh tiêu trừ khổ nạn, tụng trì đúng pháp, nên biết người ấy là bậc có đủ tâm đại bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Cho nên, hành giả khi thấy mọi loài đều nên vì chúng tụng trì chú này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân bồ đề, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lược giảng: Chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà La Ni này, nếu quý vị nghe thấy tên Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni thần diệu chương cú này, còn được tiêu diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp. Quý vị vừa nghe thấy liền diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp. Có người nói: Tôi đã nghe rất nhiều lần, tôi có thể diệt rất nhiều tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp rồi. Quý vị đã diệt vô lượng tội nặng sanh tử, nhưng quý vị lại tạo vô lượng tội nặng sanh tử, cho nên tội đã diệt không nhiều bằng tội đã tạo. Vậy thì cũng như không diệt. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị không thể y pháp tu hành, không tuân thủ giới luật. Nếu y pháp tu hành, tuân thủ giới luật thì mới có thể diệt sạch hoàn toàn. Huống chi là tụng trì, nghe đến danh hiệu này còn có thể diệt được tội nghiệp của quý vị nhiều như vậy, huống chi là quý vị có thể tụng trì chú Đại Bi. Nếu người nào được thần chú này mà tụng trì, người nào được thần chú rồi tụng trì, nếu ai có thể tụng trì thần chú này, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Quý vị nên biết, người ấy đã cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ rồi. Quý vị phải biết, các quý vị cũng đã cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ rồi mới có thể gặp được Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nếu quý vị chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhất định quý vị sẽ không nghe được vào tai. Giả sử nếu nghe được
thì nghe từ tai này, bên này lọt qua tai bên kia, rồi cũng không thể giữ lại ở chỗ của quý vị. Gieo nhiều căn lành, quý vị cúng dường vô lượng chư Phật, rộng trồng các thiện căn mới gặp được thần chú đại bi. Nếu như kẻ nào có thể giúp chúng sanh tiêu trừ khổ nạn, nếu quý vị lại có thể tụng chú đại bi, quán tưởng, nhổ bỏ khổ nạn cho tất cả chúng sanh, tụng trì đúng pháp, trì tụng theo pháp đại bi, điều quan trọng nhất của quý vị chính là tụng trì đúng theo pháp. Quý vị không tụng trì đúng như pháp thì không có lợi ích gì. Nên biết người ấy là bậc có đủ tâm đại bi, quý vị phải biết được người ấy chính là hóa thân của đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đầy đủ tâm đại bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Không lâu thì nhanh chóng thành Phật, hành giả khi thấy mọi loài, những người trì tụng chú đại bi, khi tất cả chúng sanh mà họ nhìn thấy, đều nên vì chúng tụng trì chú này. Đều vì những chúng sanh này mà tụng trì chú đại bi, khiến cho chúng nghe được, khiến cho tất cả chúng sanh đều chính tai nghe được chú đại bi cùng với danh từ chú đại bi, cùng gây nhân bồ đề, bởi vì họ nghe được chú đại bi hoặc nghe được danh từ chú đại bi đều có thể làm nhân bồ đề xa, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức. Những người thường xuyên niệm chú đại bi và khiến cho tất cả chúng sanh nghe được âm thanh của chú đại bi sẽ được vô lượng vô biên công đức, tán bất khả tận, không cách nào có thể tán thán cùng tận được công đức này của người ấy. Ha ha ha,